á, mày xúi chồng mày hồi nào nào giờ nó không có dám trả lời với tao, giờ nó lấy mày về đó, nó trả lời với tao này kia nọ rồi. Hai chồng mày cuốn gói đi hết trơn đi, cho ở ngoài tụi mày sống cái khổ cho tụi mày biết. Rồi cái vô chồng mới kiếm. Cô dữ dữ. Tại mình đuổi nó mình kiếm. Tôi xin lỗi mẹ rất nhiều. Giờ thì cái cuộc sống của hai vợ chồng có cải thiện chút nào không? Không, hồi nào giờ thì tụi nó cũng bình thường, không có gì hết. Dạ. Trai nó đi làm về, nó cũng mệt. Rồi cái ngồi nói chuyện với nó đó, rồi tính toán cái gì cũng lâu rồi, cũng quên rồi. Rồi xong cái nó trả lời lại, cái sao nói ba nó có nói nó mày im đi, mẹ mày biết cái tánh mẹ mày trả lời lên hơi là bả đi dừng bả lên nữa giờ. Cái nó đi lên lầu nó nói điên cho điên luôn. Rồi nó nói một câu nói vậy đó rồi mới giận. Mới chọc điên. Đó, giận quá trời luôn. Rồi cái xong cái chị này buổi trưa rồi cái về tự nhiên đâu ban đâu về luôn. Ban về cái gặp vợ luôn, cái nói mày á, mày xúi chồng mày hồi nào nào giờ nó không có dám trả lời với tao, giờ nó lấy mày về đó, nó trả lời với tao này kia nọ rồi. Hai chồng mày cuốn gói đi hết trơn đi, cho ở ngoài tụi mày sống cái khổ cho tụi mày biết. Cái lúc đó là giận lẫy là nói cái âm của mình là nó vừa phải hay là quát luôn? Quát luôn á. Quát, rồi lúc đó làm sao? Rồi sao làm sao, em sao có dọn đi không? Thì dạ đi luôn. Trời, cái gì mà chơi bảo tàng vậy? Ủa nhưng mà là dẫn con đi luôn hả? Dạ. Dẫn đi luôn, vợ chồng con cái dẫn đi luôn, tại tôi đuổi mà. Mà tôi đi giận quá, tôi đuổi nhưng mà mình đuổi lẫy. Đuổi lẫy nó thôi. Tôi giận quá, đuổi lẫy nó vậy đó. Ai dè, ơi, nó đi thiệt. Nó đi thiệt luôn, nhớ nhỏ quá trời. Rồi đi nhiêu lâu rồi à, sao rồi chắc trở chiều về? Về đúng không? Không chắc... á, nhớ là đi khoảng chừng 2 ngày à, cái không nghe tầm tiếng nó gì chơi, cái hỏi thăm nó gan lắm, hai chồng cũng gan lắm, muốn nhà ông kia ở. À. Đó. Mà gần đi không cô? Gần trong rừng Trần Soạn á. Cái ông xã ông nói chứ thôi em ơi, anh nhớ cháu nội quá, em đi kêu về đi em ơi. Ăn cơm không ngon em ơi. Dạ. Ở cái vô chổng kiếm về cái ai kiếm có nghĩa là cô dữ dữ. Tại mình kiếm. Đuổi nó mình kiếm. À, cổ tự đuổi xong cổ tự kiếm. Cô tự chạy xe đi kiếm. Cái về cái xong cái nó chưa về nó thôi mẹ ơi, để tụi con sống ở ngoài để con trải nghiệm ở ngoài thử đi mẹ cho biết. Cái nghe nói gì cũng giận, cho mày trải nghiệm đi. Cái về tính toán tiền nhà 3 triệu nè. Rồi tiền ăn, tiền uống nè. Rồi tiền con, tiền cái đi học nè. Cũng trên 10 triệu một tháng. Ừ. Mà chồng đi làm thì có 7-8 triệu một tháng. Nó đi làm 5-6 triệu một tháng rồi sao? Rồi hết dư luôn. Khổ quá, vô cái phòng trọ ở nữa. Nóng quá trời, nhỏ nữa. Ừ. Thôi vô chồng, không nói năng hết trơn á. Đi vô tới chồng luôn, kêu xe ba gác, xốc đồ về. Kêu chủ nhà giờ nó ở được bao nhiêu rồi. Chủ nhà nó ở được mười mấy ngày, tôi tính cho ông tháng luôn. Rồi xốc đồ về. À là cũng bà mẹ chồng, bà bày chuyện ra xong bà tự bà hốt hụi đem về luôn. Nếu như không có thằng cháu nội là chắc cho đi luôn quá. Thì sao? Không biết, không có cháu nội không biết. Đi nó nhớ cháu nội không? Nó cũng nói chứ. Trời ơi mẹ đi tìm con gì à, có thằng bơ mẹ mới tìm con chứ không có thằng bơ. Đúng, tao có cháu nội tao mới đi tìm tụi bay á. Vì thằng nhỏ tao mới tìm tụi bay. Có nghĩa là qua cái câu chuyện này rồi, người mà mình phải cảm ơn nó là thằng bơm. Ừ. Đúng không? Từ bữa đó cho tới giờ còn cái câu chuyện nào nó xảy ra giống vậy không? Dạ thì nói chung thì xưa giờ thì có cái này là cái gọi là là lớn nhất. Tại vì hồi lúc mà cưới em về á, là em coi cái clip mà hai vợ chồng đám cưới đó, thì em mới thấy vô tình thấy trên tivi á, là trên cái clip á là mẹ cầm cái túi mà đựng chiếc lắc tay cưới nè, rớt xuống cái bịch. Đã trên đây một lần, xong về quê em á, rớt cái bịch hai lần. Là cũng có một món đó thôi, cái em vô tình em nói chơi với mẹ thôi. Nói mẹ ơi con làm dâu mẹ chắc con khổ hai lần á. Cái mẹ dòm dòm cái mình cũng im. Chắc là cái lần này là lần khổ đầu tiên đó. Còn lần khổ nữa thì em biết khi nào. Khổ muốn lắm hả? Trời ơi thôi nghe không, trời ơi mà. Anh nói nghe nè, bỏ ngay cái ý tưởng đó đi. Cái đó nó xưa, nó cũ lắm rồi. Đừng bao giờ tin cái điềm này điềm nọ chứ. Không phải, không thôi, phải tin. Không có tin. Nhưng mà là trong tin. Cái Lý Nga là sẽ tin đó. À, không, hai trong người cái là hai cái suy nghĩ nó khác nhau. Làm dâu, toàn. Mình ở làm dâu mà mình sẽ có chuyện này chuyện kia. Ừ. Nhưng mà cái hay của bên má chồng em với em là giải quyết ổn thỏa. Rồi nói chung là nãy giờ nghe qua câu chuyện của hai mẹ con thì anh với chị Nga phải nói là rất là mừng. Mừng là bởi vì sau cái cuộc mà ra đi đó, mà quay trở lại đó, tới giờ là hai mẹ con rất là vui vẻ, thuận hòa. Cô cái bếp của cô ha, gọn gàng, ngăn nắp quá trời luôn. Đây cô làm món gỏi sầu đâu. Ủa, gỏi cái gì cô? Sầu đâu hả? Rồi gỏi lá sầu đâu. Cái lá sầu đâu là cái lá nào? Đây, lá này. Ồ. Lá này cô đang ngâm muối. Vậy là chắc lần đầu tiên con ăn quá à. Mà cái lá này nó chua hay là nó sao cô? Nó sẽ nhẫn đắng nhưng mà nó sẽ hậu ngọt.
À, nhẫn đắng, như là đắng cay ngọt bùi nó dính trong này hết trơn á, phải không? Đúng rồi. Nó nhẫn quá không? Đó, ăn không được đâu. Một chút. Trời ơi, cô ơi, nó đắng mùi hôm ngô ủ qua nữa. Đúng rồi, đắng lắm. Để mà cô chế biến là nó ăn được hả? Vậy hả? Đúng rồi, không ăn sống được đâu. Trời ơi, nó đắng dữ thần luôn. Mà làm gỏi này đặc biệt là không có làm chanh hay là làm tắc như cái gỏi khác, mà làm là me. Dạ. Đó. Ủa cô, ở trong nhà vậy là cái người mà bếp chính là ai cô? Bếp chính là cô. Trời. À. Cô nấu nhưng mà chú nấu cũng ngon lắm. Ủa vậy hả? Ừ. Nhưng mà cô ở đây là hiện tại trong nhà mình là có những ai? À, hai vợ chồng thằng lớn sống với cô, với hai vợ chồng thằng Út. Còn hai chồng giữa thì nó ở riêng. Cô có bốn đứa con, coi như dâu cả với dâu Út á là ở đây với cô. Mà hai dâu là không có đứa nào phụ cô miếng nào hả? Có chứ, có phụ chứ. Nó đi làm thôi chứ nó về là nó phụ, hoặc là ngày chủ nhật là thứ bảy mà nghỉ thì chị em nó sẽ đi chợ với nhau. Tới ngày đó là cô nghỉ. À, ngày đó cô được nghỉ ngơi. Đó. Là hai nàng dâu sẽ trổ tài cho cô ăn. Đúng rồi. Mà thượng dâu cô thấy nó nấu ăn ngon không? Dâu nấu ăn ngon, tại vì một đứa thì nó ở làm dâu cô cũng trên 10 năm rồi. Thì quen rồi. Học cách của cô rồi. Rồi còn đứa thì khoảng 3 năm rồi. À, là dâu Út đó. Đó, dâu Út đó. Nhưng mà ví dụ như cả nhà mình đi làm cả ngày rồi buổi chiều là về tập trung ăn cả nhà luôn. Đúng rồi. Là ăn chung mâm hay là mỗi người xách một tô? Ăn, hay ăn là... chung mâm hết. Ô vui ha, vì vui á. Ăn chung mâm. Dạ. Thí dụ như có đứa mà tăng ca hay tăng gì đó thì về nó ăn riêng thôi. Còn đứa này về từ khoảng 6 giờ là ăn cơm rồi. Ồ. Là tăng đạn. Vậy là cô ở nhà cô lãnh đạn vụ nấu cơm hết. Nấu hết luôn. Đúng rồi. Cô là một người rất là kỹ càng ha. Mỡ heo chiên lửa lớn được, dầu xào chiên ngập dầu lửa lớn được, dầu ô liu trộn dầu giấm xào thịt bò chiên trứng lửa vừa. Chứng tỏ là cô ghi này là con biết mấy con dâu cô vô bếp tệ lắm, cô mới nốt thông tin vậy nè, đúng không? Đúng rồi. Thấy không? Nó chiên nhiều khi là nó chiên dầu ăn mà nó để dầu ăn ít đó mà lửa lớn rồi cháy đồ ăn mình ăn nó bệnh. Rồi thấy không? Bà mẹ rất là kỹ. 14 ngày em đi khỏi nhà, em ở một cái nhà người lạ thì cái cảm giác của em lúc đó như thế nào? Thực tình rất là buồn anh. Giống như là anh hiểu là nơi trong nhau cắt rốn, nơi mình lớn lên vậy đó. Cũng rất là buồn. Nhưng mà cái sự cố đó cũng cho em nhiều bài học, nhưng mà rồi cũng cho em nhiều thứ để em hiểu rõ vợ em hơn với ba mẹ em hơn. Khi ra ngoài vậy em mới thấy là vợ em thay đổi nhiều, rồi ba mẹ em cũng thực sự quan tâm em nhiều hơn. Tức nghĩa là ba mẹ vẫn hỏi thăm là mẹ con ăn ở làm sao, ngủ nghỉ làm sao, rồi hỏi vợ con là ăn uống được không, nghỉ ngơi được không, rồi hỏi tới thằng con của em. Nó ăn uống ngủ nghỉ có quen chỗ quen giấc không, thì mới thấy là tình cảm của ba mẹ dành cho mình vẫn không bao giờ là vuông ngoài hết. Tức là mặc dù là đi ra ngoài nhưng mà được bữa hai bữa là ông bà chủ động gọi điện cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ em không có chủ động gọi về. Dạ. Có thấy kỳ không? Em thì cũng rất là thấy kỳ. Em tính là ngày thứ ba thứ tư á là đợi mọi chuyện nó nguôi ngoai dần hết em mới điện. Nhưng mà ai về thì ba mẹ điện trước. Em biết lý do gì ông bà gọi trước không? Dạ biết chứ anh. Là gì? Do thương mình. Chứ giờ ba mẹ không thương hai vợ chồng sao mà gọi mình trước được. Nhiều khi cũng do nhờ anh nhỏ nhỏ con em. Không phải, anh nghĩ là thật ra là nhớ em á. Dạ. Mượn bơm. Để nói. Để nói, để nhớ em á. Rồi lúc mà ngồi ăn cơm với nhau có ba người. Dạ. Ý, tính ra là thằng bơm nó cũng chưa ăn được đúng không? Dạ lúc đó chỉ ăn cháo. Ăn cháo. Hai chồng người ăn vậy có nhớ bữa cơm gia đình không? Dạ nói chung là cũng có. Nói chung là thật sự là lúc ra riêng mới đầu cũng chưa có quen lắm. Cũng buồn. Nói chung là bước vô căn phòng đi làm về là mình cũng đã buồn rồi. Nhiều khi thật sự là khi đi ở ngoài á, về nhà trọ là em chỉ không muốn về. Nhìn vô cái căn phòng trọ nó không muốn vô. Tại vì cái cảm giác là cái phòng nó không có thoải mái lắm. Thật sự là không thoải mái. Có bao giờ mà đi lạc đường không? Có bao giờ mà đi lộn á? Muốn về nhà giống như đi về phòng xong có đi lộn về nhà này á có không? Dạ có chứ. Những lúc mà hay buổi chiều đi về là em chạy thẳng một đường hẻm hay về tới nhà này quán tính. Dạ quen chạy xong cái chạy vừa tới chực á tự nhiên thấy nhà mình nữa, mà hên thấy nó có con hẻm quẹo là em quẹo liền. Tính em là con trai mà nhưng mà nó cũng buồn á, nói chung là cũng dễ khóc lắm. Thấy căn nhà mà em bước vô căn nhà là em khóc liền. Thấy vậy em quẹo đi, em quẹo chạy thẳng một mặt liền. Nếu lúc đó vừa thắng vừa chạy tới
gặp má mình thì sao? Chắc em cũng nói thiệt tình là cũng không đừng biết. Đừng khóc nữa nghe trời. Cô không biết nói lời nào đó. Chứ nếu mà có gặp thì em chắc cũng hỏi mẹ khỏe không gì này nọ. Tại vì giống như là có người hay nói là càng lớn thì cái khoảng cách giữa mình với cha mẹ nó càng xa vời, khó mà có kết nối được. Lúc mà ôm con mình có nhớ ba nhớ mẹ không? Tối ông ngủ con thì nhớ rất nhiều anh. Thì mình nhớ lại cái lúc nhỏ thì mẹ ôm mình, ba ôm mình ngủ như thế nào, thầm anh cánh tay của mình ngủ như thế nào. Nhưng mà hai đứa cái thời gian mà ở như vậy đó, nó có không khí nó có nặng nề không? Tâm lý rất là nặng nề. Nhiều khi mình ra đi rồi nhưng mà lòng mình không có thoải mái. Mình còn trăn trở, cũng còn buồn. Buồn là vì xa ba, xa mẹ, xa gia đình cũng buồn. Buồn thứ hai nữa là cha mẹ cũng chưa hiểu mình. Lúc đó mình nghĩ là cha mẹ chưa hiểu mình. Rồi mình thì cũng không biết được lý do tại sao nó dẫn đến như vậy. Thôi tụi con ăn đi con. Khoan, khoan, khoan. Dạ. Hình như là còn thiếu đúng không con? Hình như thiếu dưỡng chứ. À, hôm nay tại vì gấp đó, rồi hôm nay là ngày vô cái ngày của anh đi vật lý trị liệu cái chân á. Hồi nãy có điện rồi mà còn tới 2-3 người nữa mới tới ảnh, đông lắm. Anh thử anh về không kịp, tuốt ở dưới nhà bè lận. Như vậy là cuối cùng cái bữa cơm của mình cũng không trọn vẹn nữa. Rồi còn thiếu, thiếu anh bơm. Chị dâu nữa. Cũng là tăng thiếu. ca ca chưa về. Đang tăng ca chưa về. Em nói nó ngủ. Dạ ngủ rồi anh. Dạ. Cũng may nó ngủ đó, nghe nó bà lên đàn mâm chắc khỏi ăn luôn đó đúng không? Đó. Thì coi như là hôm nay là vắng đi là 3 người. Bù vô là có Thúy Nga, Quốc Thuận ngồi đây. Thôi vậy đi, mình ăn đi, ăn. Trời cảm ơn quá, cảm ơn. Để người ta phải mời mình chứ. À quên, chị kỳ vậy. Sao chị có cái nết ngộ ghê. Vô tới nhà ai mà nhìn đồ ăn cái là miệng thì la Quốc Thuận. Nhưng mà lòng mình á thì cứ muốn ăn trước người ta mà. Nay giờ thấy nhìn cái gì nè. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Trời ơi mừng quá. Dạ cũng mời cả nhà. Trời mừng quá, đợi tiếng gọi mừng vậy sợ. Dạ. Mời chị dùng cơm. Trời ơi mời cả nhà ăn cơm nghe. Nãy ha, thấy không nè, nay là món gỏi khô cá sặc sầu sầu đau. Cái món này á là ở dưới quê em nổi tiếng luôn á. Ủa vậy là em biết hả? Quê em An Trời Giang ơi. Mà cái món này là gần An Giang nè, đúng không? Bên nước Khmer Bạn. Đó, Khmer, Khmer đó. Đó. Khmer đó. Món này món là món người Khmer đó. Dạ, món này là gỏi sầu đau. Nè, giờ tới ngon nè. Nó ngon. Cái này cũng như mà nước mắm chế lên chưa? Chưa, mắm chấm mình chấm ăn cái này phải không? Chấm cái đó. Mình trộn với nước me rồi. Trộn hết rồi, cay cay. Ủa giờ nó đắng đã dễ sợ. Còn nó chạy nè, 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 nó chạy lên tới não rồi. Con dễ sợ. Cô, rồi cho con hỏi nè. Mỗi lần mà ví dụ như cô mà cô muốn góp ý thẳng thắn Ngọc hay là cô muốn nói về hai vợ chồng ấy, thì cô đưa trong cái bữa ăn tập thể cô góp ý hay là cô để ăn xong cô nói? Có cái bữa ăn rồi mình nói cho nó, cho nó nghe nó tiếp thu nó. Nhưng mà nói thì cũng như nói trước. Giờ tụi con ăn mẹ nói nhưng mà tụi con ăn bình thường. Mẹ nói là mày dạy thôi chứ không phải mày nói mày la mà tụi bay bỏ ăn đứng lên có chuyện với tao à. Mày dặn trước vậy. Dạ. Có nhiều khi nói giỡn thì không giữ ý giỡn nói liền chứ bộ. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà cái thời gian đầu là rõ ràng khi mà nói như vậy là em rất khó chịu. Dạ đúng rồi, tại vì lúc đó mình chưa hiểu mẹ. Mình thật sự chưa hiểu mẹ. Giờ la có khó chịu không? Dạ con thấy bình thường mà. Ủa không? Nó có gì rồi. Trai rồi. Mà ngày nào mà không nói vậy là khó chịu. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Không mà hồi lúc mới về á thì mẹ la thì nói sao mẹ hay khó chịu với mình quá hay la hay là mẹ khó quá. Xong tới lúc về sao cái bữa nào mẹ mệt mẹ không nói á. Vì mẹ giận giận mình hay gì á hay là sao không nói chuyện với ai là thấy lo hơn. Dạ đúng rồi, chẳng hạn là ngoào gì đó mà. Dạ, mình đỡ lo. Nhưng mà tại vì sống lâu rồi em biết tính mẹ, tại vì mẹ giận mẹ còn la là mẹ còn thương, mà mẹ im luôn là mẹ bỏ rồi đó. Khi trở về và cho tới bây giờ hai đứa có bao giờ ngồi nói chuyện với mẹ về cái chuyện mà chúng ta đã lỡ lầm ra đi vậy chưa? Dạ thật ra thì từ lúc ra đi tới giờ thì em với chơi khi quay về á thì em với chồng em quay lại em cũng chưa có nói với mẹ lời xin lỗi. Tụi con còn gọi là quá khi mà không hiểu mẹ mà lại bỏ nhà đi. Giận thì ba mẹ chỉ gầy la vậy thôi, nhưng mà tại vì cho tụi em bồng bột chưa có hiểu chuyện đó nên có làm buồn ba mẹ. Mẹ ơi cho con gửi lời xin lỗi mẹ, gửi cảm ơn mẹ những lúc đã bao dung bỏ qua những lỗi lầm của con. Cảm ơn mẹ đã dạy dỗ con. Con hứa là con sẽ cố gắng học hỏi mẹ nhiều để lo cho chồng và con của con và gia đình của mình.
nhiều. Còn Tú thì sao? Nhân dịp đây thì con cũng xin lỗi mẹ những cái việc vừa rồi, chắc là do cũng một phần do lỗi của con. Thì qua đây thì con cũng xin lỗi mẹ nhiều, rất nhiều. Con có con đến giờ con mới hiểu được cái công sức mà ba mẹ nuôi con rất là nhiều. Nuôi nó là cả một cái trời sông trời biển không gì sánh được. Thì ơi, qua chương trình thì con cũng hứa cố gắng sống tốt cuộc đời của mình để không phụ lòng mà công ơn ba mẹ nuôi dưỡng. Thứ hai thì con sẽ cố gắng dạy dỗ vợ con để cho mà gia đình mình luôn đầm ấm. Mong ba mẹ cứ đóng góp ý kiến để vợ con ngày một tốt hơn. Rồi thôi, được rồi, mẹ không có đóng góp ý kiến nữa mà mẹ dạy chứ phải không có đóng góp ý kiến. Mà tụi con nghe lời mẹ thì nghe, còn bây giờ nếu mà tụi con bướng bỉnh con không nghe biết sao giờ. Nhưng mà bổn phận mẹ thì mẹ phải làm tròn. Mẹ phải nuôi con, nuôi cháu đó, cho nó nên người đó. Mẹ dạy tụi con từ nít ăn, nít uống, rồi nít đi, nít đứng, nít ăn, nói chuyện với người ta như thế nào phải tế nhị. Chứ không phải lúc nào mình cũng lướt người ta, hoặc lúc nào là mình cũng phải muốn hơn người ta, không được. Có những trường hợp mình phải nhẫn, mình thua xúc người ta, rồi người ta sẽ suy nghĩ lại cho mình. Chứ là mình nói chuyện lúc nào mà cũng lướt mình đòi hơn người ta không có suy nghĩ lại cho mình đâu. Đó, người ta nói mình là khôn lỗi thôi. Thì mẹ đi giờ là gần 60 năm rồi, mẹ biết rồi. Đó, thì mẹ dạy nhiều khi con ghét mẹ. Con nói là tại sao mẹ cứ vậy ghét, nhưng mà sau này con suy nghĩ rồi con biết. Vậy thôi. Dạ, tụi con cảm ơn mẹ. Thật sự lúc nãy chị cũng có ngồi đây nấu ăn với mẹ đó. Thì chị thấy là mẹ là cái người mà thương Ngọc nhiều nhất á. Tại vì khi chị hỏi là mẹ lo cho ai nhất, thì mẹ nói là mẹ lo cho em nhiều nhất. Tại vì chị thấy mẹ nói là tại vì em còn trẻ quá, với lại cái tánh em nó còn bồng bột quá, với lại cái cách nói chuyện của em nó không có khéo léo, ra đời là sẽ bị người ta như này nọ. Nhưng mà cái mà điều chị thấy là mẹ thương em là ở cái chỗ nào biết không? Tại lúc nãy em hỏi là chị hỏi là rồi cái bữa hôm rồi hai vợ chồng đi về có xin lỗi chưa? Nhưng mà mẹ nói một câu là nó xin lỗi rồi, nhưng mà chị biết là mẹ che cho em. Nhưng mà hôm nay cái bữa nói chuyện ngày hôm nay tự nhiên vô tình lúc mà ăn này thì Quốc Thuận lại hỏi lại, thì khi em khoanh tay xin lỗi là chị biết đây là bữa đầu tiên em ăn cơm chung với mọi người, và em cũng xin lỗi mẹ nhân tiện trong cái chương trình này. Thì chị biết đây là cái lời xin lỗi đầu tiên và rất là chân thành của em. À, tiếc rằng thằng không có chú ở nhà. Chú ở nhà thì chắc chắn chú cũng sẽ rất là vui và sẽ rất là mừng, là bởi vì nhìn thấy một cái sự chân thành từ người con dâu của mình. Thì cũng như thông qua chương trình thì hôm nay con có một món quà nhỏ nhỏ tặng mẹ. Con đã chuẩn bị rồi nhưng mà bây giờ con mới dám tặng mẹ. Thế là chuẩn bị lâu chưa? Dạ thì món quà này con cũng có chuẩn bị từ rất là lâu rồi. Để cung định là tới sinh nhật của mẹ và ba con sẽ gửi tặng mẹ với ba. Nhưng mà hôm nay là cũng gần đến rồi nên con sẽ tặng cho mẹ một món quà, mong rằng mẹ sẽ thích. Dạ, đây là món quà của ba, nhưng mà hôm nay ba chưa có về kịp thì con gửi mẹ. Mẹ mong mẹ truyền đến ba giúp con. Rồi, mẹ cảm ơn con. Mẹ mong rằng từ đây thì sau tánh tình con thay đổi cho mẹ được vui, ba được vui. Rồi gia đình nữa, cả gia đình vui vì con luôn. Rồi mẹ chỉ có lời vậy, nhắn tới con vậy thôi.